Ok. Oh, anh Shizuo nhá, hôm nay anh Shizuo không có nhà. Anh Shizuo sang bên chỗ khác ở. Thì em ở nhà nhá, em ngoan nhá, em được ba Dũng mua cho em kem gì nhỉ? Kem dấu làm sao nhỉ? Dấu rất là ngon. Đây, anh không được ăn đâu. Em được ăn kem dấu đây này, anh nhìn đây này. Đấy, em nhìn ăn ngon không? Úi giời ơi, kem rất là ngon luôn. Cà phê thích kem này không? Đó hả? Ui đúng rồi. Thế anh Sizo có muốn về ăn kem cùng với em không? Nếu anh Sizo ngoan nhé thì ba Dũng sẽ mua cho anh Sizo một cái kem nhỉ. Anh em phải yêu thương nhau, không được đánh nhau thì ba sẽ mua cho anh Sizo nhé. Không được tranh đồ chơi với cả em nhé. Nhường nhịn em thì ba cũng sẽ thưởng cho anh Sizo một cái kem dấu được không? Rồi. Đúng rồi. Hôm nay là ngày mà chủ nhật cho nên là cà phê được nghỉ. Và cà phê thì rất là ngoan. Cà phê được ba thưởng cho cà phê một cái kem dưa hấu rất là ngon, có hạt như sô cô la luôn nhỉ. Nên cà phê chưa, cà phê ăn gì rồi? Ăn cơm à? Wow. Thế vừa nãy ba đến ba lại thấy cà phê khóc nhà, vì sao cà phê lại khóc nhà đấy? À, Milo không ra để cho em cà phê đi hả? Thôi em Milo còn bé thì con nhường em Milo một tí nhá nhá, con là anh mà đúng không, đúng không? Đấy, cho nên là vì con là anh cho nên là con nhường em một tí nhé. Rồi thế cho mỗi mình con được kem dấu đấy, ba có mua kem dấu cho ai đâu nhỉ. Hôm nay vì em ngoan cho nên là em được thưởng kem dấu đấy anh Thi Dâu ạ. Đấy, giới thiệu với các bạn nhé, đây là cái đào của nhà cà phê này đấy, hoa nở rất là đẹp luôn. Cái đào này là đẹp quá đi nhỉ. Đấy, còn đây là cà phê rất là ngoan luôn. Rồi các bạn thấy không? Một mình tự ngồi ăn luôn, không cần ai phải để ý gì luôn nhé. Đấy, em ngồi ăn mình này. Đấy, rất là ngon miệng luôn. Đấy, các bạn thấy không? Hôm nay đây là một cái không cần cà phê rất thích ăn kem. Và thích ăn kem hay ăn gì nữa hả con? Đúng rồi. Cà phê thích ăn kem hay ăn gì nữa? Em thích kem. Ôi, bạn nhìn cà phê ăn này. Wow, rất là ngon. Hôm nay cà phê đã đi ngủ chưa chưa? Em đi ngủ sớm rồi. Em đi ngủ nhiều là em gọi là đi khám nhà luôn. Thế à? Thế thì ăn xong rồi cà phê lên bên ba đi ngủ một tí nhé. Rồi. Bây giờ lại đi học nữa. Rồi. Thế cà phê gửi lời chào đến các bạn đi. Chào các bạn. Các bạn hôm nay là ngày mình chúc các bạn một năm mới làm sao nhỉ? Chúc bạn khỏe mạnh. Chúc bạn năm mới khỏe mạnh rồi vui vẻ đúng không? Rồi ngoan ngoãn như mình đúng không? Rồi bây giờ con chào các bạn đi. Em chào bye bạn. Hẹn các bạn ở trong video lần tới nhá. Vâng, bye bạn. Bye bye các bạn. Ok, xin chào các bạn nhé. Thì đến đây thì cũng đã hết thời lượng rồi và hẹn gặp lại các bạn trong một cái clip sắp tới của cà phê nhé. Xin chào các bạn rất nhiều, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, bye bye, cà phê bye bye các bạn đi. Bye bye. Ok.